cả nhà có biết là bây giờ Sơn đang có mặt ở đâu không? Đây sẽ cho cả nhà xem. Hello, đang có mặt tại một chỗ bán đồ chơi rất là đẹp và ngày hôm nay là khai trương. Sơn tranh thủ ghé qua đây để có thể mua được những cái món quà rất là dễ thương cho mấy đứa cháu của Sơn ở nhà. Nhưng mà thật sự là lý do chính là mua đồ cho cá nhân của mình. Mọi người cùng Sơn đi dạo xung quanh ở đây xem thử nha. Sơn mới vừa bước vào đây luôn, để coi cái gian hàng bên này trước đi. Ở đây là hai pencil store dành cho trẻ em rất là dễ thương. Sam mới vừa đến đây cho nên là lát nữa Sam với mọi người hình như là Sam nghe nói còn trên lầu nữa, chúng ta sẽ cùng đi dạo quanh một vòng ở đây nha. Đây là biểu tượng rất là dễ thương. Mọi người có thấy cái nhân vật bút chì này không? Mọi người thấy là tên của cái cửa tiệm này là Hai Pencil Store, lấy cảm hứng từ câu chuyện bút chì. Mọi người có thường có đã xem truyền hình đó chưa? Hai xin chào bút chì đó, truyền hình xin chào bút chì đó. Bên đây á là để xem thử trong này có cái gì nha. Ở đây là đây rất là dễ thương luôn. Mấy cái này á là kiểu những cái vật phẩm rất là xinh nè. Cái này làm bằng cái chất liệu gì mà tại ngày xưa Sam cũng có cái này. Cái này là bằng cái chất liệu mà mềm mềm á, mềm mềm ấy, mà cũng thơm nữa. Cái này mình để ở nhà mình trưng sẽ rất là đẹp nè. Wixi. Hả? Là Wixi. Wixi hả? Được giới thiệu là Wixi. Có rất là nhiều. Ô còn mềm ơi là mềm luôn. Cái này là một chiếc bánh donut, nhưng mà mềm mềm, mọi người thấy không? Cái chất liệu nè rất là mềm. Cái này ở nhà mà ai có cái sở thích đó mà khoái ngồi bóp 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 á thì mua cái này về để đỡ tốn 200.000 nha. Còn ở đây là cái gian hàng đồ chơi, gian hàng xe cộ dành cho ở nhà Sam có một đứa cháu là con trai, phải lựa một món cho nó mới được. Đây là rất là nhiều đồ chơi, có mô hình nè, có mấy chiếc xe đồ chơi nhỏ nhỏ, có nhiều. Mẹ ơi, ủa mẹ đâu có tiền rồi? Sam đi shopping với mẹ, lựa đồ cho Benny đi mẹ. Không biết là mua cái nào cho Benny bây giờ. Benny mấy tuổi rồi? 4-5 tuổi. Mẹ có Sam 4-5 tuổi hả? Mẹ trong cái đồ chơi này có ghi số tuổi nè. Cái này là 3 cộng trở lên là có nghĩa là 3 tuổi trở lên. Cái này là cái gì? Cái này là cái cái này là một cái lắp ráp á mà. Xong để cho mấy cái chiếc xe nó chạy lên chạy xuống cho nên nè. Cái mô hình này cũng đẹp nè. Đi hả? Rồi lát nữa là lựa sao? Còn ở đây là chỗ bán đây, cái hồi nãy Sam nói á là bằng cái chất liệu này nè. Thơm mùi bánh thiệt luôn á. Nó giống như là một cái chiếc bánh thiệt xong mình bóp. Đã quá. Đây, dễ thương ghê luôn. Còn ở đây là có rất là nhiều cái như kêu bằng gì, mô hình nhân vật trong truyện Disney nè, và có cả Wonder Woman nữa. Đẹp ghê không mọi người? Ai mà có những cái sở thích mà sưu tập á những cái mô hình này á thì đến đây xem thấy có rất là nhiều mô hình luôn. Có công chúa, nữ hoàng băng giá nè. Cái này là cái gì, nhân vật gì nè, xong quên rồi, phim hoạt hình gì mình hãy coi nè. Son Goku nữa. Còn bên đây là siêu nhân, có cả Pikachu mà. Quá nhiều đồ chơi luôn. Để coi, ủa cái này là cái gì vậy ta? À, cái này là
cái chiếc xe để vừa làm đồ chơi vừa đẩy á. Mình luôn nghĩ là lựa đồ cho con nít sẽ rất là dễ, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Nhất là đến với một nơi mà giống như là kiểu store work như vậy nữa, có quá trời đồ chơi luôn, không biết là phải lựa cái nào cho mấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ. Mấy cái này là xe. Mình đi một vòng nữa ha, lát nữa xong sẽ lựa đồ chơi sao. Rất nhiều. Còn bên đây là, bên kia là đồ chơi dành cho con trai, dành cho mấy đứa con nít con trai. Còn bên đây là sẽ là cho mấy bé gái nè, có rất là nhiều búp bê. Búp bê Barbie, hồi nhỏ đây Sam là fan hâm mộ của búp bê Barbie. Hồi nhỏ mà ước, hồi nhỏ thì thật sự là mình ở dưới quê, mình không có đủ điều kiện để có thể có những cái con búp bê Barbie gọi là đẹp như vậy. Hồi nhỏ là chỉ có thể chơi búp bê và búp bê bằng giấy thôi. Mọi người biết làm búp bê bằng giấy không? Nhưng mà bây giờ hả, trẻ em bây giờ thì có nhiều điều kiện hơn mình. Trời, búp bê Barbie này còn có cả áo phát sáng nữa nè. Áo búp bê Barbie này là phát sáng được. Mọi người thấy không? Ở đây sẽ có đèn phát sáng bên trong nè. Buổi tối á, bật lên sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mẫu mã đồ chơi đa dạng và phong phú hơn, cho nên là trẻ em bây giờ rất là sướng so với thời của Sam ngày xưa. Chà, cái này là một con búp bê bé xíu mà được đựng ở trong một chiếc vali. Đây, trong rộng đựng trong một chiếc vali. Sau đó là mình sẽ kéo đi như vậy. Nếu mà trẻ em ở nhà mình chơi mấy bé gái á, dễ thương ha. Một bé búp bê nhỏ xíu, có rất là nhiều mẫu mã cho mình lựa chọn luôn. Ô, còn đây là một thứ mà Sam rất là thích. Không biết là mọi người có chơi cái này không? Cái này á là không biết cái này gọi bằng cái gì ta? Hả? Slam. Slam. À, cái này gọi là slam. Nói chung là một cái mà nó không phải là đất sét, mà nó là một cái hỗn hợp mềm và dai. Mọi người có thể bóp sắn, có thể làm đủ mọi thứ rồi xong nó lại quay trở về hình dạng cũ. Đây, cái này nhưng mà ở đây có rất là nhiều màu sắc. Thường hồi trước là Sam mua ở trên mạng thì không có nhiều màu sắc như vậy để lựa chọn. Nhưng mà ở đây thì có rất là nhiều màu sắc luôn, rất là đẹp, mọi người thấy không? Đến đây thì mọi người có thể lựa được rất là đa dạng màu sắc của Slam luôn. Lát nữa Sam sẽ lấy mấy cái này về. Trời ơi, có cả cái ba màu nữa nè, đẹp ghê chưa? Đẹp ha. Cái này xinh quá. Nhưng mà Sam thích cái màu này hơn. Màu hồng mà có kim tuyến ở bên trong, rất là đẹp. Còn cái màu này thì giống như là bánh bông lan á. Sam sẽ lấy hai cái này. Lấy cái này. Ê, lấy cái này cho chị nha. Lấy cái này trước. Ở đây sẽ là mấy cái vật phẩm chưng chưng dễ thương. Nếu mà ở nhà bạn nào có cái thói quen đó là mình chưng những cái đồ này nè. Ở đây cũng có chưng mẫu nè, chưng ra dĩa nè, xinh lắm. Còn bên này sẽ là, à, bên đây cũng là một cái khu búp bê luôn nha. Còn bên này sẽ là những cái mô hình nhà dành cho búp bê. Ở trong đây có cả bồn tắm nè, bàn làm việc, bàn trang điểm nè, máy sấy tóc nè. À, đây dành cho mấy cái bé mà cái này à, cũng là gu của Sam nè. Hồi nhỏ Chiên Gia là thích đó là có búp bê, mà mình phải có một cái nhà cho búp bê, rồi trong đó phải có đủ thứ cái đồ làm đẹp với làm điệu á. Thì ở trong này là còn dường như là có đầy đủ luôn. Đây là một chú chó. Đây cái gian, nói chung là gian hàng bên này á là đồ chơi đa phần là dành cho bé gái. Ở trên kia cái quả trứng này là cái gì ta? Quả trứng này nè. Nó là như đồ con đi, ở trong là quả trứng bất ngờ chị. À, trong này là quả trứng bất ngờ. Cái này thì hồi thời của Sam là không có, nhưng mà lúc mấy đứa cháu của Sam có, Sam nhớ cái này rồi. Có nghĩa là ở trong đây sẽ có một cái quả trứng mà ở trong đây mình sẽ không biết là cái gì ở phía trong hết, và mua về xong mình mở ra mình mới biết được là trong quả trứng đó có cái gì. Để đi vào phía trong nữa nha, còn cái khu bên trong nữa. Mọi người đi.
đẹp quá à. Trời ơi, mọi người nhìn nè. Xinh không? Trời ơi, sao anh thích con này lâu lắm rồi nè. Ở đây có bán nè. Kim Kim Minh Tuấn, chị đây, chị đây. Ngọc Mỹ, xăm lên đầu đi. Ủa sao biết Ngọc Mỹ, biết ở đây có lầu, chị còn chưa lên tới trên nữa. Con màu vàng này xinh quá nè. Sao anh thích cái con này lắm. Nhưng mà ở đây có bán nè mọi người. Nghe nói là đặt hàng đó, rất là khó. Nhưng mà sao ở đây có bán xinh ghê. Này con màu vàng này xinh nè. Ừ lát chị mua chứ. Không, chị sẽ lựa một con này. Nhưng mà có rất là nhiều con xinh. Mọi người thấy là con màu vàng này xinh hay là con màu hồng này xinh, hay là con màu này xinh? Em thích chị Sam lắm, cảm ơn bé. Chị đang đi lựa. Trời ơi, cái này là không còn là lựa cho cháu mình nữa, mà cái này là lựa cho bản thân mình. Tại vì đẹp quá à. Lựa con nào bây giờ mọi người? Mọi người nhìn đi. Bé màu vàng, bé màu hồng, hay là bé này? Phải lấy một con mới được nha. Hồng đi chị hả? Ly Song màu hồng. Dung Huỳnh, chị đang ở đâu hả? Chị đang ở tại He Pencil Store, địa chỉ là 221 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, quận 1. Mọi người có thể ghé đây và mua rất là nhiều. Nếu mà mọi người có nhu cầu mấy đứa cháu hay là con cái của mình ở nhà thì có thể ghé ở đây. Và nếu mà mua quà cho mình nữa, đây bản thân Sam, đây là quà của Sam chứ không phải là quà dành cho cháu Sam nha. Trời ơi, xinh quá à. Để không? Nhất định là sẽ lấy một cái con đó, nhưng mà lát nữa. Trời ơi, con này cũng xinh nè. Em mèo phong cách Nhật Bản hả? Bộ cái khăn rất phong cách Nhật Bản nè. Bà già cưng quá. Trời ơi, xinh ghê không nè. Xinh quá. Ê, mọi người có thấy nhân vật, những cái nhân vật như này không? Đây là những cái nhân vật ở trong phim hoạt hình Xin Chào Bút Chì. Và cửa hàng này cũng là được đặt tên theo cái cảm hứng lấy từ phim hoạt hình Xin Chào Bút Chì. Cho nên là cửa hàng này có tên là High Spencer Store. Ôi đây con. Trời ơi, bà heo này bà còn mặc đồ sườn xám Trung Quốc nữa nè. Nhìn nè mọi người, bà heo này bà mặc đồ Trung Quốc nữa. Đồ chúc mừng năm mới. Trời ơi. Ôi trời. Trời ơi, còn bà heo này là bà ở trần luôn nè. Xì tay mới vừa tắm xong, đang mặc quần ở trong nhà. Cưng nghe không? Đây, xì tay mới vừa tắm xong nè. Đang mặc quần trong nhà còn để bụng phệ nữa chứ. Dễ thương quá. Sam cũng thích con này nữa. Không biết lấy con nào bây giờ. Con này cũng xinh. Không biết là ngày cuối khai trương đó chị, cho nên là mình sẽ được giảm 10% và mình có được khoảng 10% đó chị. Nghĩa hả? Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng giảm 10%. Hôm nay là ngày cuối cùng được giảm 10% tại vì nằm trong cái tuần lễ khai trương, may quá. Sam đi trúng ngay trong cái tuần 3 ngày khai trương hả? Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng của 3 ngày. Ngày cuối cùng của 3 ngày khai trương. Từ đây tới tối mọi người tranh thủ qua bên đây nha thì được giảm 10%, còn nếu không còn tặng thêm một phần quà nữa chị. Còn tặng thêm một phần quà nữa hả? Giảm 10% nếu mà mua trong ngày hôm nay. Dạ. Thì được giảm 10% rồi tặng thêm một phần quà nữa. May quá, chị xong qua đây trúng ngay cái ngày khai trương, cuối cùng là được giảm 10%. Rồi mấy bạn đang nói là được Sam, riêng Sam thì còn được giảm thêm 10% nữa. Hi, phải tranh thủ mới được. Thế bây giờ mọi người lượm Sam ba con này cái đã. Bé màu vàng này, bé màu hồng, hay là bé màu này. Hình như là Sam thấy là hai bé này sẽ xinh hơn đúng không? Hai em này xinh nè. Màu nào? Màu hồng hay là màu trắng nhỉ? Mua cho em với hả Kim Kim Minh Tuấn? Kim Kim Minh Tuấn, em để là Kim Kim Minh Tuấn rồi. Hồng đi hả? Màu hồng đáng yêu à. Đây cho mọi người xem nha, màu hồng nè và màu này. Màu hồng hả?
ai cũng chọn màu hồng hết. Bé ở giữa ok, xong sẽ lấy bé ở giữa nha. Lấy chị bé này. Màu này nha, chọn màu này nha, theo mọi người lựa nha. Mọi người bé màu hồng đẹp hả chị? Rồi xong sẽ lựa chọn bé màu hồng nha. Thật ra sẽ phân vân giữa bé màu hồng và bé màu này. Bé này là con gái, hình như giờ em này là con trai. Rồi vậy xong sẽ lấy em bé này nha. Cho chị cái này nữa.